Chào quý bạn, mình là Khánh đến từ ô tô Vido và ngày hôm nay thì mình đã hoàn thiện xong lô xe cho anh khách hàng ở Hải Phòng. Và mọi người có thể thấy là mình đã dán xong những cái logo tem xe xong mình hết rồi. Daichi Group. Daichi nó là một trong những cái công ty chuyên về du lịch rất là lớn ở khu vực Hải Phòng. Nếu như các khách hàng nào ở Hải Phòng thì chắc chắn là sẽ biết đến cái hãng du lịch Daichi này. Đây là một trong những cái hãng chuyên tổ chức những cái tour du lịch chạy từ Hà Nội này đến cụ thể đó là Cát Bà. Những thời gian trước ấy thì người ta sẽ thường đó là thuê những cái đơn vị xe để mà có thể là gom khách sau đó là chở đến cái địa điểm từ Cát Bà. Nhưng mà ở năm 2024, sang năm 2024 này thì phía bên công ty Daichi này đã có những cái dự tính đó là đầu tư xe để mình có thể tự chạy nhưng mà nhận về. Và sau một quá trình tìm hiểu rất là nhiều những cái dòng xe ở phân khúc xe 16 chỗ, đặc biệt là Transit, Fluity, Iveco, thì lựa chọn cuối cùng mà quý công ty này đưa ra quyết định đầu tư đó là những cái sản phẩm Cát người ta thấy đây. Và lần đầu tiên này thì khách hàng này đã lấy lên đến là 5 xe và dự kiến là trong vòng từ tháng 6 đến tầm tháng 8 sẽ lấy thêm khoảng tầm 10 xe nữa. Và với lô xe đầu tiên này thì mình cũng phục vụ khách hàng này khá là gấp rút bởi vì là cái thời gian nó rất là gấp. Khách hàng muốn nhận xe sớm để có thể là đưa vào hoạt động thử nghiệm trước để có thể đáp ứng được cái mùa du lịch sắp tới này đây. Hiện tại thì theo như mình đã tâm sự qua với cả những cái bạn kế toán, những cái bạn mà chuyên book vé ấy, thì cái thời điểm hiện tại hầu như là đã đặt kín lịch rồi, nên là cái thời gian mà thúc ép mình làm nên những cái sản phẩm xe Cát này nó cực kỳ là gấp. Và nội thất thì ở phía công ty này cũng yêu cầu làm khá là nhiều, và chính vì thế nên là trong suốt một nửa tháng vừa qua thì mình đã phải liên tục cấu trúc anh em cái sửa để có thể làm hoàn thành được cái tiến độ để giao xe kịp thời cho khách hàng. Và quay trở lại cái vấn đề đó là tại sao người ta lại lựa chọn cái sản phẩm xe Cát mà lại không lựa chọn những cái sản phẩm xe như là Ford Transit này, Solotti này hay là Iveco. Thứ nhất đó là với cái phiên bản xe Cát này thì nó có một cái form giá thiết kế nó rất là rộng rãi, rất là thoải mái. Khách hàng kể cả khách hàng Âu, khách hàng Việt Nam thì đều có thể là sử dụng được cái phiên bản xe Cát này. Và cái yếu tố thứ hai nữa đó là giá thành của phiên bản xe Cát này đầu tư thì nó lại cực kỳ là hợp lý. Cái thời gian để mà thu hồi vốn lại cực kỳ nhanh. Đó, chính vì thế nên là khách hàng đã quyết định là đưa ra cái lựa chọn, đã quyết định chọn cái sản phẩm xe Cát. Và đây là những cái phiên bản xe Cát 16 chỗ. Mình đã làm lại một chút về cái phần nội thất. Mọi người mà đã quan tâm đến phiên bản xe Cát 16 này thì người đã biết là cái phần nội thất của nó khá đầy đủ rồi. Nhưng mà với một cái công ty du lịch thì người ta sẽ có những cái yêu cầu nó cao cấp hơn so với cả những cái khách hàng thông thường. Và ngày hôm nay mình muốn đây đó là đầu tiên đó là giới thiệu đến khoe cho mọi người. Mình chuẩn bị ra một lô 5 xe Cát 16 chỗ từ khu vực Hải Phòng dành cho một công ty chuyên tổ chức du lịch về Cát Bà. Và cái thứ hai đó là mình muốn khoe cái phần nội thất, ngoại thất mình đã làm lên cái phiên bản xe Cát 16 chỗ này như thế nào. Thì đầu tiên là ở bên ngoài thì mình không có làm gì quá là nhiều. Ngoài cái phần quà tặng đó là sơn bóng của lô toàn xe, sơn gọt chống nước ra, thì bên ngoài mình chỉ có giá duy nhất cho khách hàng thôi, đó là một cái bộ tem theo thương hiệu của công ty thôi, Daichi Group, cả mặt trước mặt sau và hai bên mình đã xử lý xong hết rồi. Và bây giờ cái điều mình muốn khoe chính là cái phần nội thất ở bên trong này, thì mọi người hãy cùng đi vào cái phần nội thất cùng mình nhá. Điều đầu tiên không thể thiếu được trên một phiên bản xe khách đó là hệ thống cửa điện. Theo như nguyên bản thì phiên bản xe Cát 16 chỗ vẫn chưa được trang bị hệ thống cửa điện theo xe. Và khách hàng này thì mình đã làm thêm cái cửa điện. Và mình nói rồi là cái loại cửa điện mà bên mình lựa chọn để làm cho khách hàng đó là loại cửa điện 2 motor và có tích hợp sẵn cả khóa điện trung tâm điều khiển thông qua cái điều khiển như thế này. Đó, đây là một trong những cái mà bên mình cũng đã phải nghiên cứu khá là kỹ để mà đưa ra được cái sản phẩm cửa điện nó có cái độ bền cao nhất và cái hành trình của nó di chuyển nó cũng nhanh nhất. Và đây chính là cái công đoạn mà mình mất nhiều thời gian làm nhất ở trong cái lô 5 xe này, đó là ở cái phần nội thất này. Thì đầu tiên mọi người sẽ biết sẵn là ở phiên bản xe Cát 16 chỗ nó được trang bị sẵn cái bộ ghế Âu rất là đẳng cấp như thế này rồi. Chúng ta không cần phải thay đổi ghế. Những cái chi tiết mình làm ở đây mình sẽ kể cụ thể với mọi người luôn. Thứ nhất là cái phần sàn này nhá. Đây là cái phần sàn vân gỗ, thì nguyên bản của xe nó đã có những cái sàn là bằng da rồi. Nhưng mà cái màu sắc cũng như là mẫu mã của cái phần da ấy nó không được đẹp và nó không được phù hợp với cả phần nội thất nguyên bản của xe. Chính vì thế nên là khách hàng có nhu cầu đó là làm thêm cái phần trải sàn vân gỗ như thế này. Thứ hai nữa đó là hệ thống rèm. Xe thì đương nhiên rồi, xe đi du lịch thì chúng ta sẽ cần có thêm cái bộ rèm như thế này. Mình cũng đã làm thêm, bắt thêm những cái bộ rèm đơn giản như này thôi, chứ chưa phải là rèm cao cấp. Đó là cái mẫu rèm rất là bình thường, rất là phổ thông thôi. Và thứ ba nữa đó là hệ thống cúp như sau này, thì mình có nâng lên cao lên một chút và làm thêm cái phần bậc tam cấp để chân như này, để đằng sau chúng ta sẽ có được một cái khoang cốp phía đằng sau nó rộng rãi hơn. Khách hàng đi du lịch thì thường sẽ mang theo rất là nhiều đồ, và khi mà đi về ấy, khách hàng cũng sẽ mua theo nhiều quà lưu niệm này, hay là đồ ăn này, đặc sản này, đó nên là chúng ta cần phải có một cái cốp rộng.
Và đây cũng chính là một cái lý do mà vì sao mà khách hàng lại lựa chọn những phiên bản Serac, bởi vì là không gian nó rất là rộng, cốp đằng sau nó cực kỳ là rộng. Tiếp theo nữa đó là một tour du lịch thì sẽ cần có cái người dẫn tour thông qua cái hệ thống loa và hệ thống màn hình giải trí. Mình cũng đã làm thêm cho anh khách hàng ở đây rồi, hệ thống màn hình là 29 inch kết hợp thêm cả hệ thống loa, khá là bắt mắt. Thực ra thì với khách hàng này thì không yêu cầu quá cao. Ví dụ như là khách hàng nào mà yêu cầu làm thêm loa và hệ thống âm thanh có thể là hát được karaoke thì mình hoàn toàn có thể để xử lý cho mọi người. Nhưng mà ở đây thì mục đích chính có chỉ là dẫn tour thôi, nên là đây là hệ thống loa và màn hình nó chỉ ở cái mức tầm bình thường thôi, giá thành không quá cao. Và cái điều mà mình làm nó tốn thời gian nhất ở trong cái lô lăng xe này đó là cái phần trần này này. Đó, thông thường thì trần trên này của xe sẽ là trần nỉ, nhưng mà khách hàng muốn làm thêm cái phần trần để cho chiếc xe khi mà lên trên cái phần nội thất nó sẽ có điểm nhấn hơn. Khi mà người bước đến trên cái phần nội thất của lô lăng xe này thì người chắc chắn sẽ thấy được là nó cực kỳ là đẹp, cực kỳ là đẳng cấp. Cái phần trần này mình đã mất công đo đạc tính toán và cắt CNC sau đó làm nguyên cái phần trần này, mà trong cái thời gian mình làm 5 xe này, tổng cộng tất cả chi tiết nội thất chỉ làm cái phòng vỏn vẹn có hơn 10 ngày thôi đó. Nên là mình đã phải rất là nỗ lực để mà thúc ép cũng như là động viên anh em mình sửa có thể là làm cho nó kịp tiến độ để giao xe cho khách hàng. Và rất là may là hiện tại thì đã xong rồi, và đến sang đầu tuần tới thì khách hàng sẽ đến kiểm tra xe và nhận xe. Lên trên cái phần khoang lái của bác tài này thì có lắp thêm một cái màn hình Santech khá là to để cho có thể là phục vụ bác tài trong quá trình là di chuyển. Và cái màn hình này nó sẽ tích hợp sẵn với cả cái tivi dưới kia, có nghĩa là bác tài có thể là dùng cái màn hình này để điều khiển cái tivi ở dưới kia, nó rất là thuận tiện. Và bên trên này thì chính là cái hệ thống công tắc để mà tắt mở cái phần đèn trần ở phía đằng sau. Đấy, mình sẽ tắt phần mở cho người xem này. Đó, đây nữa. Đó, hệ thống công tắc đèn điều khiển thì để đây. Đó, rất là hợp lý cho mọi người trong quá trình mà sử dụng. Vậy là sắp tới thì khu vực Hải Phòng của chúng ta sẽ có thêm một cái chuyến xe khách 16 chỗ dành cho cái khách hàng có nhu cầu đi du lịch đến đảo Cát Bà. Mọi người mà quan tâm đến cái phiên bản xe gắt này thì bây giờ mọi người sẽ không cần phải lo lắng về cái vấn đề đó là nó chưa có thương hiệu, nó chưa được chạy nhiều, đồ đạc cùng thanh nó chưa có. Bây giờ thì việc có hoàn toàn có thể yên tâm đi, bởi vì là xe thì đã lắp ráp ở Việt Nam mình rồi. Và bây giờ thì đã có rất là nhiều những cái đơn vị lớn người ta đầu tư, không chỉ là nhỏ lẻ một hai xe, mà thậm chí là có những cái quý công ty lấy một lúc lên đến 5 xe, 15, thậm chí là vài chục xe một lần. Em người có thể là yên tâm về cái chất lượng cũng như là cái sự phù hợp của phiên bản xe Grab này đối với cả cái nhu cầu du lịch ở thị trường Việt Nam của chúng ta. Các bác tài mà có nhu cầu quan tâm đến cái dòng sản phẩm xe Grab, muốn làm thêm về cái phần nội thất này hay là chế cháo làm thêm hệ thống âm thanh, hệ thống đèn, hệ thống trần như thế nào, người có thể là nhấc máy lên, mình có thể là tư vấn hỗ trợ cho mọi người 24/24. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của tôi ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Xin chào.